tới Việt Nam mình rồi mà được bao nhiêu đây trái đó. Cả nhà khỏe không? Chào cả nhà khỏe không? Hôm nay gần sắp Tết rồi, còn hai ngày nữa là Tết rồi, cho nên đó mình quay cây mãng cầu. Mình hôm nay mình hái mãng cầu nha, mình hái mãng cầu để coi trái nào ngon mình chia cho mấy cho má với mấy chị chân Tết. Không biết cái chân kịp Tết không hay là nó cũng mau chín lắm. Thì cái này là mãng cầu dai, mãng cầu na dai á. Xong rồi mình cũng hái luôn mấy cái mãng cầu kia luôn, mãng cầu ly xà, mãng cầu dai, mãng cầu ghép nè do Thái á, rồi mãng cầu mễ. Nhưng mà mãng cầu mấy mãng cầu đó không biết nó có bự chưa, thì giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem. Cả nhà xem nè, mình trời lạnh quá, rất là lạnh. Hôm nay 40 mấy độ, sáng 7 giờ mình ra mà lạnh quá, đứng một hồi chịu không nổi, mình phải đi vô á. Bây giờ là cũng 9 giờ rồi hả con? 8 giờ mấy, 9 giờ mình ra. Cả nhà thấy không, mình tận dụng cái này. Không phải là mình không có mua đồ mắc tiền hay gì, nhưng mà những đồ mắc tiền nhiều khi che nó cũng không có hữu dụng bằng này đâu nha. Cái này rất là hữu dụng nha, mà mình có thể mình reuse, mình có thể mình tận dụng, mình dùng lại. Mình lấy cái thùng mình, mấy cái đồ mà mình mua về đó, mình mở ra rồi cái mình che thôi. Vậy mà nó cũng rất hữu hiệu nha cả nhà. Mình không có cần phải đẹp đẽ gì đâu, tự gì bể xuống sương, xuống gió, xuống lạnh đâu á thì nó cũng hư hết à. Cho nên mình cái này mình xa xong cái mùa là bắt đầu mình lấy mình dục. Giờ đây cả nhà, mình chỉ cần tháo ra chị đó. Bây giờ cả nhà xem nè, con quay gần cho cả nhà xem nè con. Mình giờ mùa lạnh á, lá nó cũng trái bớt nè cả nhà thấy không? Nè cả nhà xem, cũng được nhiều trái nè cả nhà. Con quay gần nha nha, cũng được nhiều trái, được nhiều trái nè. Thì bây giờ hái luôn, hôm nay hái luôn đây cho để chân Tết. Nó vẫn còn nhỏ lắm nhưng mà thôi mình hái ha, để mẹ mở mấy cái này ra để quay nha Duy. Con quay gần nha, con xích tới con quay gần dễ cho mọi người xem. Trái này còn nhỏ. Ô, còn nhỏ mà nó nứt rồi nè cả nha. Nó nứt rồi phải hái nè. Đó, nó nứt rồi phải hái cả nhà. Nó chín, nó già rồi, nó còn nhỏ mà nó già rồi cả nhà thấy không? Cho nên nè nó nứt rồi nè, nhưng mà nó trong đây, nó trong cái bịch này cho nên nó cũng không sao. Ra đây ôi, trái này bự nè cả nhà ơi, trái này bự nè cả nhà. Cái nhà thấy nó bự không? Nè, trái bự đó. Trái nó bự mà cả nhà. Đã quá. Bây giờ trái này là cây lodge người ta bán ở ngoài đó, cây lodge là 20 mấy đồng một pound. Đó. Cái mặt quá. Ý, trời ơi, mẹ quên cắt lá luôn. Mẹ quên cắt lá để chưng cho nó đẹp. Mẹ ở đây. Nè, em quay xuống đây ta. Để mẹ mở. Để mẹ mở ra hết, nãy giờ mẹ quên mở ra hết để nhìn cái cây cho nó trái nó đã. Ôi, cái này nó cũng bị nứt luôn rồi nè. Trời, nhưng mà trái này đẹp nè. Nãy giờ mẹ quên quay hết nguyên cái cây, cái trái á. Để mẹ mở ra hết đã qua. Nè. Ôi, nó nứt luôn rồi. Nứt rồi. Đây coi. Ôi, trái này bự quá. Wow, trái bự quá nè con. Mấy trái đó nè, ở đây nó có hai trái mà nó cũng bị đen đen nè, mà nó đang cũng đang to to ra đó, nó cũng bị đen đen mà tự lạnh đó mà. Đây, trái này cũng to quá nè. Wow. Ồ, trái này cũng bị nứt luôn rồi. Trời ơi, trái này nó cũng bị nứt luôn rồi.
nè. Cái này không bị nứt. Trời ơi, uổng không cái bị nứt luôn. Ở đây coi. Cái này to, cái này chưa nứt. Lát hái luôn cho rồi. Đây. Mấy trái này nó chưa già hết nhưng mà mình sợ nó nứt rồi mình hái luôn. Trời ơi, mấy trái kia mấy ngày trước đâu vẫn còn bình thường. Mà sao hôm nay nó nứt luôn rồi. Mẹ ra mẹ coi mẹ thấy nó bình thường. Đó. Thì bây giờ đến Tết Việt Nam mình rồi. Cả nhà thấy không? Đến Tết Việt Nam được bao nhiêu đây trái? Cả nhà thấy không? Đó. Đó, được mấy trái nè. Uổng quá, có mấy trái này nó bị nứt rồi sao cho mấy chị đây? Trời ơi. Chừa cho mấy chị với má rồi đây mà giờ nó nứt như vậy. Trời ơi, nó nứt hết mấy trái rồi sao đủ cho. Như mấy ngày trước hái là được rồi. Thôi bây giờ mình hái tiên hái đi con. Nè. Giờ mình hái trái bự nhất nè. Hôm qua đây đứng quay. Yeah. Mình hái trái bự nhất. Wow. Đẹp không? Đây, hái cái này luôn. À, hái luôn, nó chưa cái nứt nở hết. Nhưng mà thôi hái luôn. Đây, trái này bị nứt rồi, uổng quá. Nứt rồi nè. Hái cái này luôn đi. Đây. Để hái cái này đi. Hái luôn. Nó nứt rồi, uổng quá. Nó nứt rồi, nó chín rồi. Đáng lẽ mình phải hái 2 ngày trước kìa. Là đẹp lắm. Từ 2 ngày trước mình ra nó vẫn còn yên nguyên à. Nó mới nứt đây thôi. Tự mấy ngày nay chắc nó lạnh quá nè. Lạnh quá. Chắc 2 chiếc kia chắc để dành ha. Nó còn bự nữa. Hay là hái luôn ta. Hái trái này. Còn 2 trái này nè cả nhà. Đây nè, chắc hái luôn quá. Đây là để ta. Thấy nó cũng nứt nứt rồi nè. Á quên, thấy nó cũng nở bự rồi. Nó nằm sát đất luôn ở nhà thấy không? Trời ơi, nó nặng lắm cả nhà nha. Đó. Nó nặng lắm á. Nó đang ra bông nữa nè. Đó, nó đang ra bông nữa. Đây, ở nhà xem mình hái nha. Trời ơi, coi trái nè. Mình hái nè. Trời, nó nặng lắm. Ây da. Ây da. Wow. Wow. Nó bự chà bá luôn. Nó nặng lắm, quá đẹp. Trái này đẹp quá. Mình cắt bỏ cái bớt cái lá này đi. Lá đó không đẹp. Trời ơi, đẹp ghê không cả nhà. Mê luôn, nặng lắm. Đây là ba trái đầu tiên nha. Đây để mình cho xuống đây. Rồi, đây trái này. Trái này không có lá. Cũng bự chà bá luôn đó nha. Ba em này. Ba em nằm ở đây. Cái, chắc cái cuối cùng nha cả nhà. Trời ơi, em này cũng... cả nhà. Đây nè.
bự quá trời luôn cả nhà ơi. Nè em ghép, bưởi bưởi da xanh từ tháng 11 á, tháng 11 em ghép bưởi da xanh mà chỉ cần có một tuần hai tuần thôi là nó đã ra ra lá non rồi đó, để đến giờ luôn cả nhà thấy không, dễ thương không. Trời lạnh cho nên em vẫn để cái bao ni lông cho nó ấy nha. Thêm cái này, cái mấy cầu này em trồng trong chậu, trồng trong chậu nhưng mà thấy nó còn nhỏ quá, chắc đợi nữa, nó còn nhỏ chắc đợi nữa đi. Một nắm tay của em, cái này là một nắm tay của em, hơi đợi. Đây đằng sau nhà có cây mãng cầu mễ, giờ nó cũng có được vài trái rồi á. Cái cây mãng cầu này em có ghép mấy cái mãng cầu khác vô á, thì nó có mãng cầu do thái và mãng cầu ly xà. Mãng cầu do thái người ta gọi là ghép nợ á, tên nhiều tên lắm em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng mà đây, đây là mấy trái em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đây là mãng cầu à, mãng cầu mễ nè, mãng cầu mễ đây nè, được được vài trái. Nhìn trái này giống như trái tim luôn, cả nhà thấy giống trái tim không? Nè, ở trên đó còn trái nữa. Ở đây còn trái. Này để em mở mấy cái này ra cho cả nhà xem nha. Đây em gỡ hết rồi, cả nhà xem trái này, mãng cầu ly xà nè, mà to ghê không cả nhà. Oh my god, em không ngờ luôn cả nhà ơi, mãng cầu ly xà to dễ sợ luôn. Bữa nó có được 5-6 trái á, nhưng mà mấy trái kia em hái rồi, em hái vô ăn thử rồi, chừa lại hai trái này. Bây giờ hai trái này nó to, cái này nó còn chưa nứt hết nè, còn chưa nứt hết nữa cả nhà thấy không. Đó, nhưng mà trái này to quá trời. Ô em không ngờ mãng cầu ly xà to vậy. Này mãng cầu mễ nè cả nhà. Mãng cầu mễ. Bên đây. Hồi nãy trái này mãng cầu mễ nó to hơn trái này luôn. Nó to lắm, nhưng mà mấy bữa nay để nè, em mới vừa mở ra nó rớt rụng xuống nè, nó đã chín rồi cả nhà ơi. Nó chín mềm rồi nè. Đó, nó nứt vỏ hết rồi, nó chín mềm và nó teo lại còn có một chút nè. Chứ hồi bữa nó bự lắm. Mà nó chín cái nó teo lại. Bữa nó căng đẹp dễ sợ luôn á. Này trái này trái mãng cầu mễ luôn. Em nghĩ trái này chắc nó cũng chín già rồi. Ô nó vẫn còn cứng. Nó vẫn còn cứng. Ồ, bên đây thêm hai trái mãng cầu mễ nữa nè cả nhà. Đây hai trái mãng cầu mễ nè. Mãng cầu mễ nó gọi là cái gì à? Trái gì em quên mất tiêu. Được hai trái nữa. Đây, mình trước có trái chút à. Năm nay được trái bự. Trời ơi, mãng cầu ly xà bự quá, xà bự quá. Có em ghép cành nè cả nhà thấy không? Đó, cái cành của nó nè. Vậy mà một cái cành này ra hai trái này nó bự quá trời. Còn bên đây là ghép nè, là do thái. Cả nhà coi nè, bữa trái bự kia em hái rồi, trái bự kia em hái rồi. Bây giờ trái nhỏ ra nó cũng bự luôn, nó bự bằng trái hồi bữa luôn nè, nhưng mà bị hơi đen đen nè, bự luôn em coi, rất là bự. Cái này cũng là cành ghép á con. Đó, đây mãng cầu ly xà nè, đẹp không? Cái này để xuống cúng ông ngoại. Too bright to see your face. There you go. Đừng quay mẹ xa xa thôi, bây gần xấu lắm. Mẹ hái trái này luôn, cái này nó còn to nữa, thôi chắc để dành đi, để dành mai mốt mình hái. Trái này rồi, trái này nó rụng rồi nè cả nhà, nó mềm, nó mềm xèo, cái này là vô là ăn thôi. Mềm xèo à. Này mẹ hái trái này luôn, cái này là mãng cầu do thái nè, mãng cầu do thái. Đó, mãng cầu do thái đẹp không, nó sẽ còn bự nữa nhưng mà thôi để mình hái vô mình chưng Tết đi ha.
năm tới mình cho nó bự nữa. Trái này các mẹ hái trái này luôn, nó căng hết rồi, mình không hái này, mình hái luôn, nếu không hái là nó giống như trái này. Trái này bữa nó bự lắm mà giờ chín cái nó teo lại còn có một chút nữa ha. Thôi cho nên mẹ hái trái này luôn, trái này nó già hơn trái này á, nó ra trước mà nó chín tẹo à. Để coi mấy trái kia mẹ để dành là gì, còn được mấy trái nè, nó còn chưa có thẳng ra vậy. Cái này mẹ thấy nó giống như trái bình bát Việt Nam á đó. Đã không? Rồi đi qua đây. Rồi cả nhà ơi, tính năm nay hái mấy cái đu đủ, nhưng mà đu đủ còn nhỏ quá cho nên chưa hái, cho nên năm mai đi mua đu đủ. Ở dưới cây nhỏ, cây nhánh nhỏ nè, nhánh nhỏ được hai trái, nhánh lớn được nhiều nè cả nhà thấy không? Nhưng mà chưa có thu hoạch được, tự thấy nó còn nhỏ quá, nó còn xanh á. Nhỏ thì không nhỏ đâu, nó bự hơn trái người ta bán ngoài chợ á, nhưng mà nó còn xanh lè cho nên khoan hái ra đó. Đó cả nhà, nó leo cũng được khoảng 20-30 trái mà trái nó còn nhỏ nhỏ mà nó chưa chín, hình ra là thôi để nó vậy đi cả nhà. Đó nó cũng được hai mấy trái nhưng mà nó chưa chín cho nên thôi cứ để đi, nó nữa hường hường thì mình còn hái, còn nó còn xanh lè hả, cho nên mình năm nay bây giờ mình khoan hái ra. Mình cũng đã có út cho đu đủ rồi cho nên khoan hái ra cả nhà ha. Mẹ mới hái thêm trái đầu kia nữa là gì, hái luôn đi chứ để mất công nó đen nè. Đó nó chưa nứt hết, nhưng mà biết sao, trồng trong chậu á, thấy cái trái này đằng sau nè, trong chậu hai cây đều trong chậu hết, ghép á, ghép cành á, mà cái này bữa nó bự rồi, nó bự hơn trái này nữa mà không để ý nó, bây giờ nó đen thui lui cho nên thôi mẹ cắt luôn, hai cái đều trong chậu thôi mẹ cắt luôn, kẻo mất công nó đen giống trái này nữa, uổng lắm, uổng lắm. Đó Duyên coi mẹ gặt hái được năm nay được nhiêu đây nè, trái này bự không, bự trái này na nè, wow bự quá trời. Ghép nờ nè, vẫn còn đó được mấy loại, vẫn còn mẹ em coi coi mấy cái trái này à. Bao nhiêu thao nha, dạ cho trái trước đi, trái này được 3 pound mấy nha cả nhà, trái lớn nhất nè, trái lớn nhất được 3 pound mấy nè cả nhà thấy không, đẹp nha. Đó này là bà chân bằng thờ Phật, còn trái này là trái bự thứ nhì, trái này tròn trịa hơn, bự thứ nhì cũng 3 pound mấy luôn, 3 pound 02. Đó trái này nhỏ nhất nè cả nhà, được 2 pound mấy đó, cũng gần 3 pound rồi cả nhà thấy không, 2 pound mấy. Trái này, trái bán cầu nè, dai này bự nhất nè, đó đẹp không cả nhà, nó cũng được 8 ounce 3, được 8 ounce 3 là nửa pound á cả nhà, cũng được hơn nửa pound. Mình để nguyên cái rổ này lên luôn, mình cân tổng cộng là được, mình để hết cái rổ này lên cân luôn thì cũng được 3 pound 8 rưỡi nè, 3 pound rưỡi. Cầu ly xà cũng được 10 ounce cả nhà ơi, cầu ly xà cũng được 10 ounce bự, cầu do thái cũng được gần 10 ounce nha ha. Bây giờ bỏ hết mấy loại này lên luôn, bỏ mấy loại hết này lại cũng được, loại này cũng được 2 pound, gần 2 pound rưỡi cả nhà, gần 2 pound rưỡi đó. Đây cả nhà, đây là
Tuy là cân thì thấy nó nhẹ nhưng mà bỏ vô thì nó cũng bự lắm nha cả nhà. Đó. Cái đây là cái ly 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 uống nước mà ly uống party bự, loại bự nhất á. Đó. Chai cũng bự lắm nha cả nhà. Nè, ở Phú thấy đã không? Đó. Cầm đã quá. Phú nè, bác Phú trồng nè. Lâu bác Phú lâu lâu phụ tưới nước mấy cây này nè. Đó, giờ bác Phú happy không? À, vui quá. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Năm mới mình chúc cả nhà vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe nha cả nhà. Năm mới là mọi việc đều suôn sẻ, công ăn việc làm đều tốt. Và nhất là quan trọng là sức khỏe. Sức khỏe là trên hết. Bảo vệ sức khỏe nha cả nhà, mọi người đều mạnh khỏe. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Dạ chào, tạm biệt. Chúc mừng năm mới.